tại tỉnh Kiên Giang vào khoảng 2 giờ sáng ngày 3 tháng 4, lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố Rạch Giá đã bắt quả tang đối tượng Trần Giang Be, 35 tuổi, trú huyện Tịnh Biên tỉnh An Giang, đang vận chuyển số lượng lớn thuốc lá lậu. Số thuốc lá trên được be giấu kỹ trong một hộp tự chế trên xe tải mang biển số 69C00811, được khóa vít an toàn rất khó phát hiện. Bước đầu be khai được người khác thuê chở số thuốc lá trên đi từ huyện Tịnh Biên tỉnh An Giang đến tỉnh Cà Mau tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt giữ hiện công an thành phố rạch giá đang hoàn tất thủ tục khởi tố và bắt tạm giam trường giang be về hành vi vận chuyển hàng cấm